ngon quá vậy. Bông là tham hơn rồi. Ngon. 70.000 ký hả? Trái đó 2 ký không? 100 bao nhiêu luôn ta? 15. 2 ký rưỡi. Có cái vỏ nó hết cũng hai phần. Đã người ta tính nguyên trái là ta tính luôn vỏ. Có bao nhiêu đâu. Thì mà ăn phải chấp nhận chứ làm sao? Cái gì? Con mẹ ơi. Sao đẹp quá hả? Ăn kia đi mẹ. Mày mùi quá nhờ. Ăn gì mới ngon mẹ. Tôi ăn đồ. Có con ốc không? No. Tôi mọc. Con đi qua bên kia con thử có không? Đậu nón lên nắng. Ừ, đẹp quá.